Theo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, đã bắt đầu thí điểm chấp nhận sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thay thế căn cước công dân để làm thủ tục cho hành khách đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không đối với chuyến bay nội địa và chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện làm thủ tục đi tàu bay tại quầy check-in. Luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm boarding có biển, bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2.